Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam và Giao dịch Thương mại Việt Nam Food Forum 2019 với chủ đề Nông sản thực phẩm Việt Nam chủ động ứng phó các rào cản hội nhập. Đây là sự kiện quan trọng trong ngành thực phẩm được tổ chức hàng năm bên lề triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam Việt Nam Food Expo 2019. Việt Nam Food Forum 2019 là diễn đàn đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, tổ chức hỗ trợ và các doanh nghiệp ngành thực phẩm Việt Nam và thế giới. Mục tiêu chính của hội nghị năm nay là chia sẻ thông tin về các rào cản trong thương mại quốc tế đối với ngành hàng nông sản, thực phẩm, các chương trình hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu và kinh nghiệm triển khai thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà cung cấp nông sản, thực phẩm Việt Nam có cơ hội gặp gỡ và giao dịch với 20 nhà nhập khẩu nước ngoài, tập đoàn thu mua, đại siêu thị hàng đầu trong và ngoài nước như Amazon, CJ, Lotte, Aeon, Central Group, Vinmart, Sài Gòn Coop, Hapro. Đã có khoảng 500 lượt doanh nghiệp trong nước được kết nối giao thương tại chỗ, mở ra cơ hội cung cấp hàng hóa cho các nhà phân phối thực phẩm lớn trong và ngoài nước, mở rộng các chuỗi cung ứng về lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có cơ hội làm việc với các nhà tư vấn trong các lĩnh vực yêu cầu thị trường, thiết kế, tài chính, thương mại điện tử.